Có ba màu Kasina vàng, đỏ, trắng. Kính mong sư giải thích ý nghĩa cho con được rõ. À, có ba màu cà sa vàng, đỏ, cái gì? Cà sa trắng. Chắc có lẽ nhìn các cô tu nữ mặc y màu trắng nhỉ. À. Thứ nhất là đối với các sư thì các sư không được mặc màu trắng. À, màu trắng là bị cấm. Mà một ngoài ra thì một số màu nữa cũng bị cấm. Ví dụ như là màu xanh, màu hồng, màu đỏ tươi chẳng hạn. À, đó cũng là những màu bị cấm. Còn ngoài ra thì không có giới hạn cấm trong cái này. À, màu đen cũng bị cấm. Thì đa phần là chứ gọi là cái thuốc nhuộm á, thời nay nó nhuộm màu gì thì mấy sư mặc màu đó thôi. À, chứ không có cái ý nghĩa gì đặc biệt đó. À, chẳng qua là hồi xưa thì ở khu vực đó, thí dụ khu vực đó cái phổ biến cái nhuộm mặc cái rễ cây ấy, thì cái khu vực đó cái rễ cây phổ biến là cây gì thì đa phần các sư sẽ có cái màu tương tự. À, chứ ngoài ra thì nó chỉ đơn giản là do cái thuốc nhuộm thôi. Còn tu nữ thì có mặc y trắng rồi y nâu rồi y đỏ rồi y hồng vân vân, thì đó cũng chỉ là do cái truyền thống ở mỗi khu vực nó hơi khác một tí, chứ cũng không có cái gì nó đặc biệt.